thực hư làng đại gia, nông dân sở hữu siêu xe và biệt thự. Xin chào, đây là kênh Cà phê siêu xe. Ở một ngôi làng nông dân thuộc Trung Quốc, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy biệt thự và siêu xe đỗ đầy vỉa hè. Điều kỳ diệu ở đây là công việc livestream bán hàng đã biến mọi người trong làng từ nông dân trở thành ngôi sao của mạng xã hội. Họ bán nông sản đặc trưng của làng trực tiếp trên mạng và thu hút sự chú ý của hàng triệu người. Có một truyền thuyết được đưa ra là bất kỳ ai bước vào ngôi làng mặc quần dài, đi dép tông, 2 năm sau ra khỏi ngôi làng, phương tiện di chuyển được nâng cấp lên thành các mẫu xe hạng sang như BMW và Audi trong thời gian ngắn và thậm chí mua được cả biệt thự. Họ còn có khẩu hiệu viết trên thùng rác trong làng, đó là hãy vào Baseaju thực hiện ước mơ giàu có của bạn. Đêm đến, làng Baseaju không bao giờ tắt đèn. Với livestream sôi động cả đêm, làng Baseaju đã trở thành một làng quê được bán hàng số 1 Trung Quốc và thu hút đầu tư phát triển. Không ai có thể nghĩ tới điều này cả. Còn bạn đã sẵn sàng livestream để làm giàu chưa?